Nguy hiểm rình rập con người và con quái vật đang ở trong dòng nước tối tăm của sông Amazon. Tuy nhiên, mặt đất cũng không phải là nơi ẩn náu an toàn. Trong khu rừng âm u, cái chết ập đến từ những điều nhỏ bé. Các loài vật ở lưu vực sông Amazon đã tiến hóa song song cùng với khu rừng mưa nhiệt đới trong hàng triệu năm qua. Những sinh vật sống ở đây đều là các chuyên gia săn mồi trong bóng tối, thành thạo hóa nghề đi săn âm thầm và phục kích mau lẹ. Dưới sự bao phủ của bóng tối, một con nhện đen Brazil đang sẵn sàng cho một bữa ăn. To lớn, lông lá và có răng nọc, nhện đen Nam Mỹ là loài nhện lớn nhất trên thế giới. Đôi lúc chúng đạt tới đường kính 30 cm, với vẻ ngoài khiếp sợ và vết cắn đau đớn. Có khoảng 800 loài nhện đen sống trên khắp trái đất. Chúng ưa thích khí hậu nóng, do đó Amazon trở thành địa bàn săn mồi lý tưởng. Hầu hết chúng săn côn trùng. Nhưng con nhện khổng lồ to gần bằng cái đĩa này sẽ đi tìm con mồi lớn hơn. Không giống như hầu hết các loài nhện khác, nhện đen Nam Mỹ không răng tơ để nhử mồi. Thay vào đó, nó chỉ bố trí một sợi tơ và chờ đợi. Con chuột đang sục sạo này thậm chí không hề để ý khi nó phát tín hiệu báo động, nhưng con nhện thì có. Nó đâm con mồi bằng chiếc răng nọc dài 2.5 cm, chích một liều neurotoxin. Độc tố đó làm cho con chuột mất khả năng chống trả hay cắn lại. Miệng của loài nhện đen Nam Mỹ không thể nhai, nên nó phun dịch trong dạ dày của mình lên con mồi, làm cho dễ tiêu hóa rồi hút chất lỏng. Nọc độc cũng được dùng để tự vệ, do đó nó bao gồm các nguyên tố có mục đích duy nhất là gây ra đau đớn. Một kẻ ăn thịt như con Coati này sẽ không dễ quên đi nỗi đau đớn cực độ sau khi bị con nhện đen Nam Mỹ cắn. Nó rất đau, nhưng với loài người, vết cắn chỉ nguy hiểm hơn ong đốt một chút. Nhện đen Nam Mỹ nổi tiếng với vẻ ngoài và sức mạnh của nó. Nhưng có một loài nhện nhỏ hơn và gây chết người nhiều hơn đang săn mồi ở Amazon. Nó khét tiếng với những đòn chí tử. Nhện đầu Wandering Brazil, tên gọi bắt nguồn từ cách sống du mục của nó. Nhện Wandering không đào hang ổ hay răng tơ. Nó luôn di chuyển và bò khắp các khu vực đất thấp ở Nam Mỹ, từ Nam Venezuela đến Bắc Argentina. Loài nhện này thường lang thang vào các vùng lân cận nơi con người sinh sống. Điều đó có nghĩa là nó sẵn sàng đi chung đường với chúng ta. Kích thước của nó chưa bằng nửa con nhện đen Nam Mỹ. Tuy kém phát triển về vóc dáng, nhưng bù lại khả năng tự vệ của nó rất nhạy bén. Nó nổi tiếng với đòn cắn chí tử khi bị đe dọa hay tấn công bất ngờ, và nó sẽ nhả ra nọc độc nguy hiểm hơn bất kỳ loài nhện nào trên thế giới. Chỉ tính ở Brazil, hơn một nửa số người bị nhện cắn là do hai loài quen thuộc này gây ra. Vết cắn chứa một lượng nọc độc lợi hại gấp đôi nọc độc của nhện Black Widow khét tiếng. Nọc độc chứa neurotoxin ngay lập tức tấn công vào hệ thần kinh, khiến các cơ điều khiển tim và hô hấp ngừng lại. Nọc độc cũng chứa serotonin xâm nhập vào não, gây ra những chấn động và nỗi đau đớn cực độ.
Vũ khí lợi hại này khiến nhện Wandering trở thành kẻ đi săn đầy quyền năng, có thể giết côn trùng, thằn lằn và chuột, những con vật to bằng chính bản thân nó. Như nhện đen, nó thích mai phục con mồi, sử dụng lớp lông nhạy cảm trên cơ thể để dò tìm những dao động của con mồi đi ngang qua. Một khi nó đã xác định được mục tiêu, như con trâu chấu này, kết quả coi như đã chắc chắn. Loài nhện Wandering không loại trừ sinh vật nào sống ở Amazon. Đi nhờ trên một buồng chuối, nó lang thang tới các địa điểm khác ở xa như nước Anh. Kẻ du cư chứa nọc độc này là mối nguy hiểm lớn nhất đối với con người bởi nó thích nghi được với cuộc sống đô thị. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng nó có khả năng này. Một trong những người họ hàng của nó mới là cư dân thành thị đích thực. Bọ cạp. Hơn 100 loài Tritius sống ở khắp Nam Mỹ, trong đó khoảng 6 loài có thể gây chết người. Loài nhện hung dữ và có khả năng thích nghi nở rộ trong môi trường đô thị. Thành phố tạo cho bọ cạp có rất nhiều chỗ ẩn nấp và vô số côn trùng. Tuy nhiên, điều đó cũng mang chúng đến gần với chúng ta hơn, một cuộc chạm trán có thể gây chết người. Ở cuối đuôi của nó là ngòi chích cong nối với các tuyến nọc độc. Đây là một vũ khí rất nguy hiểm. Ở riêng Brazil, mỗi năm có đến 30 người chết do bọ cạp cắn. Nọc độc là vũ khí tự vệ chống lại các kẻ ăn thịt khác, nhưng chủ yếu nó dùng để đi săn. Ban đêm, bọ cạp tràn ra từ chỗ ẩn nấp để đi tìm côn trùng hoặc thằn lằn nhỏ. Giống họ hàng nhà nhện khác, cơ thể nó được bao phủ một lớp lông khá dày và đủ nhạy bén thu thập các tín hiệu dao động rất nhỏ từ con dế đi ngang qua. Chất độc neurotoxin khi phun ra sẽ làm tê liệt con dế. Nhịp tim và hô hấp nhanh chóng trở nên yếu đi. Tuy nhiên, ngay cả kẻ đi săn đáng sợ này cũng bất lực trước một địch thủ không thể chặn lại. Đàn kiến quân đội, lực lượng hủy diệt lớn nhất trên toàn Amazon. Chúng đi lang thang trong các khu rừng nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ, từ miền Nam Mexico tới Bắc Argentina, quét qua cả lãnh thổ rộng lớn như một băng cướp. Chúng không xây tổ, thay vào đó, chúng mang theo lũ ấu trùng khi di chuyển và thiết lập các trại tạm thời để từ đó tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ. Chúng không hề nao núng bởi trở ngại thiên nhiên hay sự cư ngụ của con người. Lựa chọn duy nhất là phải tránh đường chúng. Mỗi con kiến có thể gây ra một vết cắn rất đau, tương tự như vết cắn của con ong bắp cày. Tuy nhiên, kiến quân đội không tấn công đơn độc. Cuộc đột kích của chúng lên đến hàng trăm ngàn con. Trong những trường hợp quá khích, hàng loạt ngòi độc có thể khiến cho một người đàn ông trưởng thành bị sốc.
Tuy nhiên, cánh quân đội nhắm đến các nạn nhân nhỏ hơn, những gì chúng có thể phá hủy. Con mồi nhanh chóng bỏ chạy. Khi một con do thám tìm thấy con mồi, nó sẽ phát tín hiệu hóa học cho đồng bọn thông qua một tuyến ở bụng. Hàng ngàn con nhận được tín hiệu và kéo đến chỗ con mồi ngay lập tức. Mỗi vết cắn sẽ làm cho mô trở nên yếu đi và phân hủy, chuẩn bị đưa nạn nhân đến với sự hủy diệt cuối cùng, xé xác. Hàm trên nhọn của kiến không phải để cắt, chúng đơn giản chỉ để kẹp chặt con mồi trong khi xé xác nó. Sau đó chúng kéo thức ăn về trại để cho những ấu trùng đang đói ăn. Những kẻ đi săn nhỏ nhất ở Amazon hạ gục các đối thủ lớn hơn chúng cả về kích thước và sức mạnh bằng những vết cắn độc và đòn chích chí tử. Tuy nhiên, những sinh vật to lớn cũng được trang bị vũ khí bí mật, một số có thể gây chết người. Lượng mưa điều khiển mọi sự sống ở lưu vực sông Amazon. Đầu tiên, mưa đổ xuống phía Nam vào tháng 10, sau đó di chuyển về phía Bắc. Vào thời điểm mưa nhiều nhất trong năm, nước sông Amazon và các nhánh sông lên cao, bao phủ mặt đất. Sau đó mưa giảm dần. Vào tháng 9, nước sẽ rút xuống các con sông chính. Những sinh vật ở Amazon sẽ tiến hóa cùng với mùa này. Đây là khu vực sinh sống của một số những sinh vật lớn nhất, mạnh nhất và kỳ lạ nhất ở Amazon, bao gồm một loài mà sự xuất hiện của nó ở đây có thể là một bất ngờ khó chịu. Cá đuối gai độc nước ngọt. Nó bình thản nghỉ ngơi ở đáy sông. Nhưng khi bị quấy rầy, nó sẽ phát ra vũ khí tự vệ chết người. Nó lang thang ở đáy sông, miệng cắm vào nền bùn đất, hút giun, chai và sền nước ngọt, sau đó nghiền nát tất cả bằng hàm răng nhỏ và cùn. Nhưng cá đuối gai độc không chỉ là kẻ ăn thịt, nó cũng là con mồi. Khi bị đe dọa, nó có thể trốn chạy. Nếu biện pháp đó không thành, cá đuối có một cách khác để tự vệ. Một nửa phần đuôi của nó là ngạnh nhọn, ẩn dưới lớp da và bên trong là độc. Khi nó đang nghỉ ngơi, ngạnh nhọn vô hại ngả ra phía sau. Nhưng khi có cuộc chạm trán đột ngột, do cố ý hay ngẫu nhiên, nó sẽ trả đũa bằng biện pháp đáng gờm. Con cá đuối quất đuôi, hướng gai độc của nó vào cơ thể nạn nhân. Nọc độc là phương thức phức tạp và hiệu nghiệm. Đầu tiên, các enzyme độc hại sẽ phá hủy da và mô cơ. Khi tới não và các cơ quan quan trọng, nó sẽ làm cho tim đập không đều và gây ra chứng khó thở. Serotonin gây co thắt cơ và đau đớn. Nếu ngạnh đâm trúng chân, vết đau sẽ kéo dài nhiều ngày. Nếu nó đâm vào phần thân, gần tim hay phổi, nạn nhân có thể chết. Có một loài vật khác cũng nguy hiểm không kém và kỳ quái hơn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về các loài động vật nguy hiểm nhất vùng Amazon trong chương trình Thế giới động vật tiếp theo.